Việt Hương bức xúc đáp trả khi bị hỏi sao không đi viếng nghệ sĩ Vũ Linh. Việt Hương thẳng thắn đáp trả trên livestream, góp ý người đặt câu hỏi trên không nên can thiệp vào cuộc sống của người khác. Những ngày qua, sự ra đi của ông Hoàng cải lương Vũ Linh đã để lại nhiều tiếc nuối cho đồng nghiệp và người hâm mộ. Đông đảo nghệ sĩ đã đến thắp nhang tiễn biệt nam nghệ sĩ, nhiều đồng nghiệp còn túc trực xuyên suốt nhiều ngày để hỗ trợ gia đình lo chu toàn cho tang lễ. Sau khi tang lễ của nghệ sĩ Vũ Linh khép lại, mạng xã hội lan truyền đoạn clip nghệ sĩ Việt Hương thẳng thắn nêu quan điểm về việc không xuất hiện tại đám tang của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Sự việc bắt nguồn khi nghệ sĩ Việt Hương đang livestream giới thiệu sản phẩm trên Facebook cá nhân thì một khán giả vào đặt câu hỏi: "Chị ơi, sao không đi đám tang Vũ Linh mà lại livestream về chị?" Trước thắc mắc này, Việt Hương cho biết trong thời điểm diễn ra tang lễ, cô đang quay phim ở Cà Mau. Theo lịch trình công việc của đoàn phim thì nữ nghệ sĩ phải ra điểm quay lúc 14 giờ hôm trước và đến 4 giờ sáng hôm sau mới được về. Bên cạnh đó, Việt Hương cũng cho biết thêm, máy bay ở Cà Mau cách một ngày mới có một chuyến bay, không phải mình muốn đi là đi. Nếu tôi đi thì 170 người trong đoàn phim phải chờ tôi, cho nên có duyên lúc này thì mình đi, không có duyên thì coi như mình không thể chia sẻ. Ngay trên livestream, nghệ sĩ Việt Hương cũng bày tỏ sự bức xúc cho rằng khán giả để lại bình luận thắc mắc về việc này, là người chỉ biết đánh giá sự việc theo ý kiến cá nhân. Cô bày tỏ quan điểm, khi người sống mà mình giúp mới gọi là chân thành, mới gọi là kịp lúc. Chưa chắc bạn nhìn thấy tôi như thế này mà tôi không có dính dáng gì đến anh nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đâu. Nữ nghệ sĩ nói thêm, hôm 25 tháng 2 vừa rồi, Việt Hương có đi diễn phục vụ và có gửi lời cảm ơn đến đội ngũ y bác sĩ ở Bệnh viện An Bình, Bệnh viện Chợ Rẫy. Bạn biết tại sao Việt Hương phải làm như vậy không? Bạn có suy nghĩ thấu đáo rằng tôi đang nhờ vả người ta để giúp đỡ bậc tiền bối nào không? Bạn đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá điều đó rằng không hay, không đẹp. Có thể tôi luôn đứng đằng sau hỗ trợ và giúp anh lúc ngặt nghèo cho đến cuối đời. Diễn viên phim Nhà có năm nàng tiên cũng cho biết livestream là công việc của cô từ trước đến nay. Cô còn nhắn nhủ đến người để lại bình luận rằng không nên can thiệp vào cuộc sống của người khác. Không phải tôi làm gì cũng lên đây trình với bạn đâu, mình làm việc gì cũng xuất phát từ cái tâm chứ không phải hở là đăng lên. Nếu tôi sống không tốt thì chắc chắn sẽ không có được ngày hôm nay.